Hạnh phúc chân thật. Tài sản, sắc dục, danh vọng, ăn uống và ngủ nghỉ là những thứ rất hấp dẫn đối với ta. Chúng giúp ta cũng nhiều và làm cho ta đau khổ cũng lắm. Bất cứ cái gì đã từng làm cho ta hạnh phúc thì chính nó cũng đã từng làm cho ta đau khổ, và cái đó không phải là cái tạo ra hạnh phúc chân thật cho ta. Ta chỉ có hạnh phúc chân thật khi nào thân ta không tật bệnh và tâm ta không phiền não. Thân ta có nhiều tật bệnh, tâm ta có nhiều phiền não, thì ta dù có nhiều tài sản, ta có sắc đẹp, ta có nhiều quyền uy và lợi nhuận, có nhiều tiện nghi vật chất để ăn uống và ngủ nghỉ, nhưng ta vẫn không thể nào có hạnh phúc và an lạc được. Nên ở trong đời, người nào có đời sống thân không bệnh tật, tâm không phiền não, người đó có hạnh phúc chân thật ngay trong kiếp sống này. Muốn thân không tật bệnh, ta phải biết chọn lựa thức ăn để nuôi thân. Thực phẩm ngày nay phần nhiều đã bị con người làm nhiễm độc, nên nếu ta không biết chọn lựa thực phẩm để nuôi thân thì thân ta làm sao mà tránh khỏi bệnh hoạn. Các bệnh viện Việt Nam hiện nay không đủ chỗ cho bệnh nhân nằm, không khí của bệnh viện cũng bị ô nhiễm nhiều thứ, và bệnh nhân khi đến bệnh viện không phải chỉ khổ vì bệnh mà còn bị khổ nhiều thứ khác nữa. Nên thời đại ngày nay là thời đại của quảng cáo. Người ta đã quảng cáo đủ thứ, trong đó có quảng cáo đủ loại thực phẩm. Nếu ta không có thông minh để chọn lựa thức ăn cho thân thể ta thì ta sẽ bị rơi vào những cạm bẫy của quảng cáo. Vì vậy, việc chọn lựa thức ăn cho thân rất cần đến yếu tố của tuệ giác. Nếu ta chọn lựa thức ăn và ăn thiếu tuệ giác, thân thể ta không thể dẫn sinh sự khinh an, sự nhẹ nhàng thanh thoát, mà sẽ dẫn sinh các bệnh hoạn. Và mỗi khi thân thể bệnh hoạn thì tâm cũng duyên theo đó mà nảy sinh các thứ phiền não. Mỗi khi tâm ta đã có phiền não khởi lên, chúng lại làm cho thân thể ta bệnh hoạn, lại càng bệnh hoạn thêm. Bởi vậy, ta phải biết chọn lựa thức ăn cho thân, để cho thân sống nhẹ nhàng vô bệnh. Và ta phải biết chọn thức ăn để nuôi tâm, để tâm ta ở trạng thái nhẹ nhàng, thanh thoát và vô ưu. Tâm vô ưu là tâm không bị những hình ảnh bạo động, hận thù hay mộng mị kích động qua mắt, không bị những âm thanh bạo động hay yếu đuối mộng mị kích động qua tai, không bị những mùi vị kích động qua mũi và lưỡi, không bị những cảm giác gây mê qua sự kích động của thân, và quan trọng hơn hết là không bị những cảm giác tri giác, những khái niệm, ý niệm thân thù, khen chê, dinh nhục, được mất, thắng bại kích động qua ý. Ta phải biết nuôi dưỡng tâm ta bằng thức ăn của niềm tin, của hiểu biết, của thương yêu, của chánh niệm, của thiền định và tuệ giác, khiến cho tâm ta càng ngày càng vững mạnh trong sự an lạc. Và chính sự an lạc ấy nuôi dưỡng thân thể và tâm hồn của ta, khiến trong đời sống của ta có sự hạnh phúc chân thật. Hạnh phúc chân thật chính là thân không tật bệnh, tâm không phiền não. Ai có thân và tâm như vậy, người ấy có chân hạnh phúc. Giấc mơ ảo. Làm kiếp con người, ta đã có nhiều giấc mơ. Có lúc ta mơ trong lúc ta đang thức, nhưng nhiều khi ta có những giấc mơ khi ta đang ngủ. Mơ thì lúc nào cũng rất hấp dẫn. Có lần ta nằm mơ, ta thấy có một người thương, hai người thương, trăm người thương, ngàn người thương, vạn người thương, cho đến cả triệu người thương. Những người thương ấy lúc nào và ở đâu cũng vây quanh ta, ủng hộ ta, tung hô ta. Nên trong giấc mơ, ta không còn mơ bình thường, mà ta mơ làm lãnh tụ hay giáo chủ, vì dưới ta có cả triệu người. Trong cả triệu người ấy, ai cũng khen ta, ai cũng tung hô ta,
ai cũng quý kính ta. Ta mê man với triệu lời xưng tụng. Bất chợt tiếng sét đánh lưng trời, làm cho ta giật mình thức dậy. Xung quanh ta chẳng có một người nào, chẳng có một tiếng nói cười nào của con người, mà toàn là những lời dung dế và những tiếng ve sầu. Thiên đàng sụp đổ, chỉ còn lại cát bụi lấm đầy trên thân. Chó treo mèo đầy, ta có được miếng thịt mỡ. Ta muốn chó không ăn thì ta phải treo cao, và ta muốn mèo khỏi ăn thì ta phải đậy kỹ. Nếu ta có miếng thịt mỡ mà đối với chó ta không treo, đối với mèo ta không đậy, thì miếng thịt mỡ của ta làm sao mà còn? Thịt mỡ của ta bị chó và mèo ăn, ta trách ai? Chẳng lẽ ta trách chó và mèo? Đưa vào bóng đêm, ta muốn mặt trời mọc theo cách của ta. Đó là một ước muốn điên đảo. Đêm rằm ta bông trăng đừng tròn và sáng, đó là một cầu bông điên đảo. Ta mong mưa mà nước đừng chảy, đó là một sự cầu mong điên đảo. Những ước mong điên đảo là những ước mong không bao giờ có thực, không bao giờ xảy ra đúng như ý của ta. Ta mơ ước mà điều mơ ước ấy không thể xảy ra trong đời sống của ta, khiến ta thất vọng và khổ đau. Ta khổ đau là do tâm ý của ta điên đảo. Cái vô thường ta cho là thường, mọi sự hiện hữu là do sự tương quan tương sinh mà ta cho là nó hiện hữu cá biệt và độc lập. Cái tạm thời mà ta cho là vĩnh cửu, sợi dây mà ta tưởng là con rắn, sóng nắng mà tưởng là nước. Chính những cái tưởng điên đảo ấy của tâm ý đã dẫn ta đi vào bóng đêm của cuộc sống. Trực diện. Trực diện với những bất công xã hội, làm sao ta có thể tìm ra được hạnh phúc? Hạnh phúc của ta không phải là tránh né những bất công xã hội để lẫn trốn vào trong một khu rừng cô tịch, mà chính là khi trực diện với những bất công ấy mà tâm ta vẫn giữ được khí tiết của con người, sáng trong hành xử, điềm đạm trong lời nói, sâu lắng trong suy tư, vững chãi đi tới với đời, sống cao đẹp ngay giữa những bất công ấy. Trực diện với những bất công của xã hội là để mở ra một con đường thoát cho chính mình và cho nhiều người. Đó là một sự trực diện có ý nghĩa, và chính ý nghĩa ấy đem lại cho ta hạnh phúc. Ta tránh né và sợ hãi đối với những bất công xã hội làm cho ta phiền muộn, khổ đau bao nhiêu, thì khi ta có khả năng trực diện đối với những bất công xã hội lại làm cho đời sống của ta thú vị và thăng hoa bấy nhiêu. Trực diện để thấy rõ những gì đang diễn ra nơi chính mình và chung quanh mình, đó là một trong những phương pháp thiền quán mà những kẻ yếu vía và hèn mạt thì không thể nào bén mặt tới được. Đừng phí, trong cuộc sống ta thường gặp hai hạng người đối với ta. Một là khen ta, hai là chê ta. Khen ta sau lưng là người bạn tốt của ta, và chê ta trước mặt là thầy của ta. Chê ta sau lưng và khen ta trước mặt là giặc của ta. Và có những khi ta thà ngồi yên để nghe những người đối lập thông minh chỉ trích và nguyền rủa ta vài phút, còn hơn là để cả đời người ngồi nghe những kẻ đồng minh ngu dốt tân bốc ta. Không dừng lại, không đi theo. Trong kinh Bộc Lưu, Đức Phật dạy: Như Lai không đi theo dòng chảy, không đứng lại giữa dòng chảy mà vượt qua dòng chảy. Đi theo dòng chảy, ta bị dòng chảy cuốn trôi. Đứng lại giữa dòng chảy, ta bị dòng chảy xói mòn và nhận chìm. Nên đối với dòng chảy, ta không đứng lại, không đi theo, mà cần phải vượt qua, như Đức Như Lai đã vượt. Người hạnh phúc. Hạnh phúc là không mắc nợ vật chất, tình cảm, quan nghiệp đối với bất cứ ai, đối với bất cứ cái gì. Ta không thể gọi một người mắc nợ là kẻ chiến thắng hay là người hạnh phúc. Nên, người hạnh phúc là người không còn bị vướng mắc với bất cứ thứ nợ nần nào. Dân đẻ vua. Trong lịch sử phát triển của loài người,
ý thức của con người cá nhân có trước và ý thức của con người tập thể có sau. Dân có trước, vua có sau. Dân đẻ ra vua hay chính quyền, chứ không phải vua hay chính quyền đẻ ra dân. Thầy Mạnh Tử nói: dân di quý, xã tắc thứ chi, quân di khinh. Nghĩa là dân là quý, tiếp đến là xã tắc, vua là tầm thường. Thực vậy, không có vua hay chính quyền, dân vẫn tự mình tồn tại. Nhưng nếu không có dân thì vua hay chính quyền làm sao có danh xưng? Chứ đừng nói là tồn tại. Phù Dân Quốc Sư đời Trần đã dạy cho vua Trần Thái Tông rằng: dân là gốc, hãy lấy ý dân làm ý của mình. Như vậy vua hay chính quyền đều là con đẻ của dân. Nếu dân hiền thì đẻ ra vua thiện hay một chính quyền tốt. Nếu dân tham thì đẻ ra vua ác và chính quyền bất chính. Nếu dân thông minh thì đẻ ra vua tài trí và chính quyền nhân nghĩa. Biết đặt mọi giá trị nhân phẩm vào chính sách an bình thiên hạ. Nếu dân ngu thì đẻ ra vua tà kiến và chính quyền xảo trá, bạo ngược, chỉ biết giành giật nhau để ăn trên ngồi trước, phung phí của chung, coi thường lẽ phải. Dân hèn sẽ đẻ ra vua hay chính quyền độc tài. Nên muốn biết vua hay chính quyền như thế nào, ta hãy nhìn vào dân. Và ta muốn biết dân như thế nào, ta hãy nhìn vào vua hay chính quyền. Tóm lại, tâm thức của người dân như thế nào, họ sẽ tạo ra một ông vua, một chính quyền đại diện cho chính họ là như thế ấy. Bậc có trí trong đời, ta muốn thực hiện tình thương là phải kham nhẫn. Ta muốn thực hiện sự hiểu biết thì ta cũng phải kham nhẫn. Kham nhẫn là phép lạ tạo nên sự hiểu biết và tình thương yêu của ta đối với mọi người. Thương người và hiểu biết con người khó hơn thương và hiểu con vật. Thương và hiểu con vật dễ hơn thương và hiểu con người. Ta thương con người là rất khó, nhưng ta rất dễ bị con người phản bội. Trên trái đất này, có người phản bội nhau và phản bội luôn cả muôn loài. Tại sao? Tại vì tính chấp ngã của con người rất bén nhạy và sâu xa so với muôn vật, nên con người sẵn sàng phản bội đối với bất cứ ai không ăn ý mình. Nên, ta muốn thương ai và hiểu ai, ta phải sẵn sàng chịu đựng mọi sự phản bội của họ. Ta có khả năng chấp nhận mọi sự phản bội đối với ta, thì phước đức và trí tuệ mới nảy mầm trong đời sống của ta. Càng nhẫn nhục, thì phước đức và trí tuệ của ta càng lớn. Và như vậy, một ngày đi qua đời ta là một ngày thật có ý nghĩa. Bé nhỏ và siêu tốc. Đối với thân thể ta thì trái đất rất rộng lớn, nhưng đối với tâm thức ta thì trái đất hết sức nhỏ nhoi. Đối với tốc độ của phản lực cơ thì tốc độ của ánh sáng cực kỳ vĩ đại, nhưng đối với tốc độ vận hành của tâm thức thì tốc độ của ánh sáng vận hành quá chậm chạp và bê trễ. Vậy làm thế nào để mỗi ngày ta có thể dành 20 phút cho sự nhìn ngắm tâm ta, mà cảm nhận cái rộng lớn vô bờ của tâm và có thể tiếp xúc với tốc độ vận hành của tâm, khiến cho đời sống của ta trở thành đời sống rộng lớn của tâm và những ứng xử của ta cũng nhạy bén, nhanh chóng và siêu việt như tâm, để bất cứ ở đâu và lúc nào đời sống của ta là cái rộng lớn, bén nhạy và siêu việt. Đừng cường điệu. Tôi nói với bạn rằng bạn đừng quá cường điệu đối với những gì mà bạn đang làm được.
Mảnh bằng bạn đang nắm trong tay chỉ là một tờ giấy. Một tờ giấy bạn phải mất đến 20 năm đèn sách, cơm nước, áo quần, sức lực không phải của riêng bạn mà của nhiều người. Và 20 năm ấy, sự sống của bạn là gì, bạn có biết không? Và cái được đó có đền bù nổi với cái bạn đã mất không? Và nếu bạn là người đang là một vị tướng lãnh, bạn có biết rằng mất bao nhiêu xương khô cốt tàn của đầu xanh tuổi trẻ để tạo nên danh xưng của một vị tướng? Vậy, tất cả những gì bạn năng đắng giữ trong tay là một sự mất mát to lớn trong đời sống của bạn và của tất cả mọi người. Và tất cả những gì bạn đang nắm ấy rồi cũng sẽ tuột ra khỏi tầm tay và cuộc đời của bạn. Nên bạn đừng uổng công cường điệu những gì bạn đang có. Bạn là người phí phạm và thất bại trước mọi ý nghĩa của cuộc sống nếu bạn không có khả năng thấy được những gì đang diễn ra nơi bạn và chung quanh bạn. Bạn hãy sống và không nên cường điệu đối với sự sống. Cái tư duy thực dụng. Tai họa đến với con người chúng ta không phải từ những suy tưởng siêu hình mà từ những suy tư thực dụng của khoa học. Các nước phương Tây đã biến những suy tư khoa học thành tư duy thực dụng, khiến cho môi trường sống của con người và loài vật càng ngày càng trở nên ô nhiễm và độc hại. Khoa học thực dụng của phương Tây đã biến con người trở thành vô dụng của sự sống và đã khiến cho con người chạy đua và bám lấy sự sống một cách tội nghiệp, như những bầy thú chạy đua và bám lấy những khúc xương khô để khới gặm. Trong xã hội thực dụng ấy, con người không còn là người nữa, con người là những dụng cụ dây chuyền để sản xuất, là một bộ phận sản xuất của nhà máy, của xí nghiệp, của nông trại. Với một xã hội như vậy, con người không còn thì giờ để làm cha, làm mẹ, làm vợ, chồng, làm anh em với nhau, không còn thì giờ để suy tư về tốt và xấu. Công việc cá nhân, gia đình, tình cảm, thể hiện đức tin, tất cả đều dồn vào ngày Chủ nhật. Và tất cả cuộc sống con người chỉ là vậy, thì những tư duy thực dụng của khoa học Tây Phương đưa con người chúng ta đi về đâu? Phải chăng chúng đang đẩy con người đi đến với đời sống vô cảm? Bệnh vô cảm là cơn bệnh khủng khiếp nhất của con người. Nó còn nguy hiểm hơn cả ngàn lần bệnh HIV. Do bị mắc bệnh vô cảm nên con người không còn biết sống là gì, không còn biết thiên nhiên là gì. Có đâu mà có được những suy tư về sự sống để có khả năng tiếp nhận sự sống một cách có ý nghĩa? Vì tham lam, vì tư duy thực dụng, con người đã sử dụng khoa học kỹ thuật để bóc lột thiên nhiên, bóc lột loài vật, thực vật, đất đai và bóc lột đồng loại, khiến cho thế giới con người ngày càng trở nên bệnh hoạn và điên dại. Và người chủ trương bóc lột ấy lại càng bệnh hoạn và điên dại hơn. Biết lập đức, càng văn minh vật chất, con người lại càng sinh ra những sinh hoạt hưởng thụ thấp kém và phiền toái. Càng giàu có vật chất, con người lại càng sinh ra những lo lắng, sợ hãi, thất vọng và khổ đau trong mọi sự sinh hoạt của xã hội con người. Ta hiếm thấy xảy ra ở nơi một người vừa giàu có vật chất mà lại vừa giàu có tâm hồn. Phần nhiều, người giàu có vật chất là người rất nghèo nàn về tâm hồn và rất dễ khiếm đức, nên những bậc có trí trong đời thường trọng đức mà khinh tài. Nhưng những kẻ vô trí trong đời thì coi trọng tiền tài mà coi thường đức hạnh và nhân nghĩa. Đức hạnh bị khinh thường thì xảo trá điêu ngoa, gian dối phát triển, đạo đức xuống cấp, nhân cách hủ bại, thuần phong sách nát. Nên những bậc có trí trong đời dùng đức để lập thân. Họ biết lập đức trước khi lập thân và lập ngôn. Kẻ ngu trong đời thì lập ngôn trên xảo trá và lập thân trên gian tà, khiến cho thân càng ngày càng sa đọa. Và ngôn càng ngày càng trở nên nham hiểm và vô luân. Bàn tay thảnh thơi. Một người thương ta có gốc rễ từ lòng tham của họ, khiến cho ta không an lạc, không thảnh thơi. Và nếu ta thiếu chánh niệm tỉnh giác, năng lượng của sự thương yêu ấy thẩm thấu vào trong ta, làm cho ta sống trong dãy dùa và chết trong thất vọng khổ đau. Và một người thương ta có gốc rễ từ hỷ và xả, khiến sự an lạc của ta sinh khởi một cách tự nhiên, giúp ta sinh khởi niềm tin và khiến tuệ giác trong ta càng ngày càng sáng ngời. Nên mỗi ngày đi qua là mỗi ngày làm cho sự tự do trong ta lớn lên, khiến cho ta nhìn cuộc đời bằng con mắt tự do và mọi vật
đều có sự thảnh thơi khi bàn tay ta chạm đến. Phật và Thượng Đế, ta đã có thể gọi danh hiệu Đức Phật với một ngày cả ngàn lần, và ta cũng đã gọi tên Thượng Đế qua những đêm thâu cầu nguyện. Nhưng tất cả các ngài đều im lặng đối với ta, để cho hạt giống Phật trong tâm hồn ta sinh khởi và quyền năng sáng tạo của Thượng Đế trong ta biến thành hiện thực. Khi trong đời sống của ta không còn vô minh, hận thù và quyết đoán sai lầm, thì ta là Phật. Và trong cuộc sống ta có chủ quyền và có khả năng sáng tạo, thì ta là Thượng Đế. Như vậy, Phật và Thượng Đế không phải là ai xa lạ, mà chính là tâm hồn trong sạch và khả năng sáng tạo trong mỗi chúng ta. Chịu khó thực tập. Ta phải tập nhìn những người phản bội và nguyền rủa ta với tâm bình lặng và đôi mắt thương yêu. Là tích khắc ta chế tác ra được chất liệu an lạc cho ta, và có thể làm cho người kia thay đổi tâm tính của họ. Tính ích kỷ trong ta là nguyên nhân làm phát sinh sự phản bội và nguyền rủa của ta đối với những người khác và người khác đối với ta. Sự hy sinh và tính phóng khoáng của ta lại có khả năng dập tắt mọi sự phản bội, và tình thương rộng lớn của ta lại có khả năng làm thay đổi mọi sự bất bình và nguyền rủa từ người khác đối với ta và từ ta đối với người khác. Hữu ích của một thiền án. Trong thiền học, ta có công án, đầu lọt, bụng lọt, đuôi không lọt. Thiền án ấy thật phi lý đối với những chiêm nghiệm vật lý. Có sự hiện hữu nào thuần về vật lý mà cái đuôi to hơn cái đầu và cái bụng không nhỉ? Không, 100% là không. Vì là không 100%, nên công án ấy trở thành công án miên mật và sống chết của thiền giả. Nhưng thiền giả ấy, ta chiêm nghiệm từ phía tâm học, thì nó không phải là phi lý, mà chân lý đối với tất cả chúng ta. Ta nên khởi lên một ý niệm tốt, nhưng ý niệm ấy ta khó mà duy trì từ khi phát sinh cho đến giai đoạn cuối cùng. Như vậy, ngay cả một ý niệm tốt khởi lên ở tâm thức ta, nó có thể tồn tại ở khoảnh khắc đầu mà không tồn tại ở khoảnh khắc thứ hai, và nó có thể tồn tại đến khoảnh khắc thứ hai, nhưng không thể kéo dài và tồn tại đến khoảnh khắc thứ ba, và lại tiếp tục sau đó hay cả một đời người. Nên, ngay trong một ý niệm thiện của ta khởi lên từ tâm thức, mà nó có khi đầu lọt, bụng lọt, mà đuôi không lọt, huống chi là sự hành xử của ta xuyên suốt một đời người. Ta ngồi vào một bữa ăn hay một bữa tiệc, bước đầu, ta ăn uống rất từ tốn, sau đó thì không còn từ tốn nữa. Ta bị điều khiển bởi bản năng ăn, nên ta ăn uống không còn dễ thương và đẹp như buổi ban đầu. Như vậy, ngay trong bữa ăn, ta bị rơi vào tình trạng đầu lọt, bụng lọt và đuôi không lọt. Ở mặt tình cảm vợ chồng, thân hữu cũng vậy. Bước đầu ta quen nhau, ta thương nhau và quý nhau, nhưng sống gần bên nhau, thấy rõ những nhược điểm của nhau, khiến cho tình cảm ta không còn như thuở ban đầu ấy, và hành xử của ta với nhau không còn dễ thương như ngày ấy nữa. Như vậy, đầu và bụng tình cảm của ta đối xử với nhau lọt, mà cái đuôi tình cảm của ta không lọt. Ở mặt con người chúng ta cũng vậy. Ở tuổi trẻ ta ham học và vô tư, đến tuổi trưởng thành ta có nhiều hảo khí, nghĩa hiệp, thấy việc phải làm thì làm mà không tính toán, ghét những kẻ so đo, tính toán và bạc nhược. Ta sống vì người quên mình, vì nước quên thân. Nhưng khi về già, hảo khí ẩn mất, nghĩa hiệp không còn, quên hết mọi người mà chỉ thích con cháu. Quên hết danh dự và quyền lợi quốc gia, chỉ còn nghĩ tới những quyền lợi lặt vặt cho mình. Đó chính là con người của ta. Đầu lọt, bụng lọt, mà đuôi không lọt. Ở mặt xã hội cũng vậy. Ta đưa ra một học thuyết, một chủ nghĩa, một chính sách, một chủ trương mà ngày hôm nay làm theo thì tốt, nhưng ngày mai làm theo thì xấu. Ngày hôm qua làm là đúng, mà ngày hôm nay làm là sai. Và lại nữa, cái đúng của ngày hôm qua không còn là cái đúng của ngày hôm nay và ngày mai. Như vậy, ở mặt xã hội đã rơi vào tình trạng đầu lọt, bụng lọt, mà đuôi không lọt. Do đó, trong đời sống ta phải sống như thế nào để đời sống của ta có tiền vận tốt, trung vận tốt, hậu vận tốt? Và nếu không được cả ba thời vận đều tốt, thì ít nhất là tiền vận xấu, trung vận xấu,
mà hậu giận tốt, chứ đừng bao giờ để xảy ra tình trạng tiền giận và trung giận tốt nhưng hậu giận xấu. Ta sống tiền giận và trung giận tốt mà hậu giận xấu, chứng tỏ đời sống của ta đầu lọt bụng lọt mà đuôi không lọt. Đời sống của một con người mà đầu lọt bụng lọt mà đuôi không lọt là đời sống của một người có hành xử với người khác trước mặt tốt sau lưng xấu, trước mặt là bạn sau lưng là thù, trước mặt là phải sau lưng là quấy, trước mặt là khen sau lưng là chê. Đó là đời sống của một con người phản trắc. Không thì chung, hậu quả sẽ xảy ra cho họ rất xấu. Bởi vậy, thiền án này chúng ta cần chiêm nghiệm thật sâu sắc và hết sức thực tế từ nhiều mặt để thấy hữu ích của một thiền án đem lại cho đời sống của tất cả chúng ta. Và thiền án không còn là đối tượng để cho những ẩn sĩ chiêm nghiệm từ núi rừng cô tịch, mà là một đoán án treo giữa công đường cho tất cả mọi người trong một xã hội đầy sinh động và đa thù, chiêm nghiệm và thực nghiệm để có nhiều cơ hội đi lên. Chậm tiến. Trong cuộc sống hàng ngày, chậm tiến đến với ta có nhiều cách, và dù đến với ta bằng bất cứ cách nào thì nó cũng gây thiệt hại cho ta trong cuộc sống không ít. Có bốn nhược điểm có thể gây ra sự chậm tiến cho ta. Một, đối với ta, ta luôn luôn mang những ưu điểm của ta trước mặt và sẵn sàng khuếch đại nó ra bất cứ ở đâu trước mặt mọi người. Hai, đối với người, ta sẵn sàng mang những nhược điểm của họ trước mặt và sẵn sàng khuếch đại nó ra trước mọi người bất cứ ở đâu và lúc nào. Ba, đối với ta, nếu ta có những nhược điểm nào thì ta giấu nó ở phía sau lưng và mong rằng đừng bị ai khai quật. Bốn, đối với người, nếu ta thấy họ có những ưu điểm nào thì ta thích giấu nó ở phía sau để mọi người khỏi biết. Nếu ta sống với mình và ta đối xử với người bằng những tâm ý như vậy thì đời sống của ta càng ngày càng trở nên nghèo nàn và lạc hậu. Nếu ta đem tâm ý ấy mà làm việc nhà thì nhà ta càng ngày càng trở nên chật hẹp và tan nát. Nếu ta đem tâm ý ấy mà lãnh đạo tổ chức thì tổ chức càng ngày càng rối bời và trở thành hỗn loạn vô trật tự. Và nếu ta đem tâm ý ấy mà lãnh đạo quốc gia thì quốc gia không những không phát triển mà còn bị tụt hậu và rơi xuống vực thẳm. Các bậc minh triết và thánh nhân xưa nay chỉ nhìn vào lỗi mình mà không quan tâm lỗi người, chỉ nhìn vào ưu điểm của người để tán dương và học hỏi mà quên đi ưu điểm của mình. Nên các ngài không những có nhiều cơ hội để học hỏi và thăng tiến mà còn có mặt ở đâu thì làm đẹp cho đời ở đó và làm chỗ nương tựa an ổn cho nhiều người. Hãy ăn nhiên em
cứ hát đi vì sự sống tình người mùa xuân còn mãi. Chỉ là chủ thuyết, ai trong chúng ta mà không sợ chết, và ai trong chúng ta mà không muốn sau khi chết rồi vẫn còn tiếp tục tồn tại với một dạng này hay một dạng khác. Người theo chủ thuyết chết là hết, không còn bất cứ cái gì, sau đó họ lại là người sợ chết nhất. Vì sao? Vì sau khi họ chết, họ không còn gì cả, ngay cả tro bụi. Bởi vậy, Bác Hồ Chí Minh dù là người đứng đầu chủ thuyết duy vật cho chết là hết, vẫn viết trong di chúc cuối đời mình một cách thành khẩn và trân trọng rằng: sau khi tôi chết, tôi sẽ về bên kia thế giới để thăm các cụ, Khắc Mác, Lenin. Điều đó chứng tỏ cho ta thấy rằng chết là hết, chỉ là chủ thuyết mà không phải là cuộc sống, và lại càng không phải là ước vọng của mọi người. Ước vọng muôn thuở của con người là sống và tiếp nhận cuộc sống, và dù ai đó có can đảm chấp nhận cái chết đến với mình là một sự thật, thì sự chấp nhận ấy cũng chỉ là để tiếp tục sống với một dạng khác. Nên chết là hết, nó chỉ là một chủ thuyết, một chủ thuyết không đáp ứng được ước vọng của con người. Vậy làm sao nó có thể tồn tại với con người được? Tâm chân thật. Trong đời sống của ta không có gì quý hơn tâm chân thật. Ta có tâm chân thật là ta có tất cả phước đức và trí tuệ, ta có tình thương và có tất cả sự tự do. Ta có tâm chân thật nên ta không có sự sợ hãi. Sự sợ hãi thường phát sinh từ nơi tâm thiếu chân thực của ta. Tâm giả dối của ta càng lớn thì sự sợ hãi của ta càng nhiều. Và do ta có quá nhiều sự sợ hãi nên ta không có sự tự do. Ta không có tâm chân thực thì mọi sự tự do đối với ta chỉ là ảo vọng. Và nếu ta sống thiếu tâm chân thực thì ta không thể nào có tình vợ chồng, cha mẹ và con cái, tình thầy trò, tình anh em bằng hữu, chứ nói chi đến tình đồng loại và chúng sanh, tình nghĩa người sống đối với người chết. Ta sống thiếu tâm chân thực thì mọi tình cảm của ta đối với người khác chỉ là thủ thuật, và mọi đạo đức được ta ca ngợi chỉ nằm nguyên ở trên giấy. Tâm chân thực là tâm bồ đề sống. Ta có tâm ấy thì đối với ai ta cũng có thể chung sống, và ở đâu ta cũng có tự do và thảnh thơi. Nên trong đời sống con người không có gì quý hơn tâm chân thực vậy. Chỗ thâm quyền, ta đem chính tâm và hành động thuận nghịch thì mọi thuận nghịch do ta biểu hiện đều là đạo, đều là chính đạo. Ta đem tà tâm mà hành động thuận nghịch thì mọi thuận nghịch của ta đều là phi đạo, đều là tà đạo. Nên ta đem chính tâm mà chê người, khổ trách người là cứu người. Ta đem tà tâm mà khen ngợi người, tân bất người là giết người. Ta đem chính tâm mà sống với đời, ta sẽ gặp nhiều khó khăn, vì sống giữa đời ta nhiều hơn chánh, nịnh nhiều hơn trung, xảo nhiều hơn thực. Nhưng nhìn vào tâm ta, ta thanh thoát, nhẹ nhàng, đi đứng thông dong, nói cười vô sự. Điều đó há không phải là chỗ thâm quyền của chính đạo đó sao? Tình cảm bị phá sản. Trong đời của con người ngày nay khá thành công về mặt khoa học kỹ thuật, nhưng lại thất bại về mặt tình cảm. Xã hội Tây Phương đã thất bại rất lớn về mặt tình cảm gia đình và xã hội. Trong gia đình, cha mẹ và con cái cũng như vợ chồng không có thì giờ để ăn cơm với nhau, nói chuyện và chia sẻ tình cảm với nhau. Cha mẹ la rầy con cái có thể gọi cảnh sát và đi ra ngoài xã hội. Nếu một người bị tai nạn, mọi người thấy liền bỏ đi mà không dám đến gần và giúp đỡ, bởi vì sợ liên lụy, sợ cảnh sát mời làm việc, làm nhân chứng bỏ công việc làm. Với một xã hội như vậy, có vẻ thành công về khoa học kỹ thuật, về luật pháp, nhưng nó đã hoàn toàn bị thất bại về mặt tình cảm và nhân nghĩa. Ta nên nhớ rằng, ta hiện hữu trong cuộc đời này là do tình và vì tình, chứ không phải vì luật pháp hay vì khoa học kỹ thuật. Ta hiện hữu với nhau trước hết là tình, nên ta phải đem tình nghĩa mà đối xử với nhau giữa con người và con người. Càng lúc càng đẹp, càng lúc càng cao quý. Và luật pháp là để bảo vệ tình nghĩa trong sáng ấy. Khoa học kỹ thuật là để giúp ta có điều kiện phát triển tình nghĩa trong sáng ấy nhanh chóng và rộng lớn. Nếu không như vậy thì luật pháp có nghĩa gì? Và khoa học kỹ thuật là một thảm họa cho con người.
vì nó đã biến con người trở thành công cụ của nó. Và như vậy, tình cảm của con người đã bị phá sản. Con người không còn là người nữa, mà là con vật công nghiệp. Quá, ta mong muốn và cầu nguyện cho những chú chó đi bằng hai chân thì cho đến khi nào ước nguyện của ta mới thành. Nhưng ta thân người mà tâm chó thì không cần ta cầu nguyện và ước muốn, chúng cũng có thể xảy ra bất cứ nơi đâu. Nếu không tin, bạn hãy thử dứt ra giữa đám đông một ít danh vọng và quyền lợi thì tức khắc bạn sẽ thấy ai là người và ai là người quá chó. Nên người quá chó thì rất dễ, chỉ cần trong nháy mắt. Nhưng chó quá người phải trải qua vô số thời gian tu luyện. Ai đã giết bạn? Cái tôi của bạn hoàn toàn không có thực. Nó là do vô minh tạo dựng, do vọng tưởng biến thành, do tạp khí quân trưởng lâu ngày thành tánh. Chính cái tôi hư ảo ấy làm cho bạn bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, khiến cho tâm tư của bạn vô hạn trở thành chật hẹp, khiến cho thân thể kiện tráng của bạn trở thành bệnh hoạn, khiến cho thọ mạng vô cùng của bạn chỉ còn lại khoảnh khắc, và khiến cho bạn từ vô sanh bất tử trở thành sinh tử. Bạn hãy buông bỏ ý niệm về tôi và về của tôi bao nhiêu, khi bạn sống thanh thản vô ưu và vô bệnh bấy nhiêu. Bạn muốn sống lâu, vô bệnh, trí tuệ và lợi ích cho nhiều người, bạn hãy buông bỏ ý niệm về tôi và cái của tôi. Không ai khác, chính là cái tôi và cái của tôi của bạn đã giết chết hạnh phúc và thọ mạng của bạn. Hãy yêu chân lý. Chân lý thì ở đâu và lúc nào cũng có. Ta yêu chân lý thì ở đâu và lúc nào ta cũng có cái để yêu. Yêu chân lý không làm cho ta khổ đau và thất vọng. Nhưng ta yêu ai, ta có thể bị khổ đau và thất vọng bởi người ấy, vì người ấy không phải là chân lý, nhưng trong con người ấy có chân lý. Ta yêu mưa là ta chỉ yêu mưa thôi. Ta không cần phải yêu mưa mùa thu, mùa hạ, mùa xuân hay mùa đông. Ta yêu mưa và chỉ yêu mưa thôi, vì mỗi lần thấy trời mưa là ta hạnh phúc. Nhưng nếu ta yêu mưa mùa thu hay mùa hạ, mùa xuân hay mùa đông, thì hạnh phúc ta trở nên ít ỏi. Và nếu ta yêu mưa mùa thu nhưng mưa mùa đông xuất hiện, thì ta lại thất vọng và khổ đau, vì ta không ưa cơn mưa mùa đông ấy. Nhưng ta phải sống và tiếp xúc với nó mỗi ngày, và mỗi ngày ta trông cho nó đi qua, nhưng nó vẫn đi một cách chậm chạp đối với ta, và ta lại ngồi luyến tiếc cơn mưa mùa thu đã đi qua và chờ đợi cơn mưa mùa thu sắp đến. Nên cơn mưa mùa đông càng kéo dài, càng nặng hạt, thì ta lại càng thất vọng và khổ đau. Ta thất vọng và khổ đau là tại ta, chứ không phải tại cơn mưa mùa đông. Cơn mưa vốn vô sự, nhưng tại tâm ta hữu sự, tại ta phân biệt và kỳ thị, khiến cho ta đau khổ, buồn chán và thất vọng suốt cả mùa đông. Như vậy, ta đau khổ, buồn chán và thất vọng là tại ta. Tại ta chỉ biết yêu mưa mùa thu mà không biết yêu mưa cả bốn mùa, và chưa bao giờ nhìn thấy được sự thật nơi những hạt nước mưa ấy. Mưa chỉ là mưa thôi. Sao lắm người nhìn mưa mà khổ đau và buồn chán đến thế? Tại mưa hay tại tâm của họ nhỉ? Nói chuyện với nước trong Dũng Chân Trâu. Bạn là nước từ lòng đất sâu của đại dương và đã bốc hơi để làm mây khi gặp nắng. Nên bạn cũng là nước mà cũng là mây và cũng là nắng. Bạn cũng đã từng là nước đùa chơi với nắng và là nắng. Bạn đã từng đùa chơi với lửa và là lửa. Bạn đã từng là nước đùa chơi với mây và là mây. Bạn đã từng là nước đùa chơi với gió và là gió. Bạn đã từng là gió nô đùa với trăng ngàn, đã từng là những dần mây trắng bạc đùa chơi với núi cao, và đã từng là những dần mây đen phủ che mặt trời làm cho trần gian sẫm tối u buồn. Nhưng bạn không hề u buồn với cõi trần gian sẫm tối ấy, vì bạn là nước, là nắng, là gió, là tha hồ biến thể rong chơi. Không một ai trong trần gian có thể cản trở bạn nổi. Có những lúc bạn làm mây ngàn theo gió ham chơi, sa vào vùng khí lạnh, làm những hạt mưa rớt xuống trần gian,
đồng trên những dấu chân trâu. Bạn tưởng bạn là bé nhỏ và cùng hàng, nên bạn khóc thân trách phận. Vì là tưởng nên bạn mặc cảm và khổ đau. Bạn không dám ngửa mặt nhìn trời xanh, mây trắng, đỉnh núi cao với biển rộng sông dài. Bạn đừng mặc cảm mình bé nhỏ, mình chỉ là một chút nước trong vũng chân trâu. Dù là nước trong vũng chân trâu, nhưng vẫn có đầy đủ bản chất và lý thể của nước ở nơi đại dương bạn à. Bạn đừng cho mình là nước ở vũng chân trâu và bằng lòng với cái ấy. Bạn không phải là những hạt nước muôn đời nơi vũng chân trâu đâu nhé. Vì sau cơn mưa, trời sẽ tạnh và nắng ấm sẽ xuất hiện, đưa bạn về với mây ngàn, gió nổi, với núi cao, với biển rộng sông dài. Dù bạn không tin và không có khả năng để tin điều đó, nhưng điều đó vẫn xảy ra cho bạn một cách tự nhiên. Lăn lộn. Miếng thịt được ướp nhiều loại gia vị và ngày nào nó cũng nằm lăn lộn trong tô canh của mỗi gia đình trong các bữa ăn, nhưng nó chẳng nếm được mùi vị gì của chính nó và của tô canh. Nó chỉ là miếng thịt nằm lăn lộn trong tô canh để người ta gấp ăn và thưởng thức. Cũng vậy, con người sống giữa đời hết lăn lộn việc này đến lăn lộn việc khác, bao nhiêu công việc, buồn phiền và trách móc, khen, chê, đúng, sai, được, mất giữa cuộc đời đã xông ướp vào đời sống của họ. Và con người suốt cả cuộc đời chỉ lăn lội với những cái ấy, họ chẳng biết đâu là chính mình và chẳng biết thưởng thức được gì ở trong cuộc sống có ý nghĩa. Và sống như vậy thì con người chỉ là những miếng thịt lăn lộn trong tô canh của cuộc đời để cho tử thần gấp lên phanh thây và đưa vào quyệt lộ. Mọi sinh hoạt dưới chân đồi. Ta không thể đi lên đỉnh núi cao bằng con đường thẳng mà bằng con đường cong. Thế gian này không có con đường nào là thẳng cả. Có chăng thì cũng chỉ là đoạn đường mà không phải là con đường. Càng tiến lên đỉnh núi cao, con đường lại càng nhỏ và càng cong. Nếu ta không cẩn thận, ta khó vượt qua giai đoạn cuối này trước khi đạt mục đích. Lên được đỉnh núi cao, tha hồ mà nhìn ngắm trời xanh, mây trắng, núi rừng trùng điệp, khe suối, biển cả sông ngòi. Và quan trọng hơn hết là ta đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống chân đồi, thấy cái gì cũng bé nhỏ. Mọi sinh hoạt dưới chân đồi chỉ là những chuyển động li ti và chậm chạp đáng thương. Chú mèo rất thích ở chùa và cũng rất thích bắt chuột. Vậy, việc thích ở chùa của chú mèo có ích lợi gì cho chú? Thời thế. Trong cơn nước lũ, ta thấy trong dòng sông nước chảy cuồn cuộn, rác rều kết thành bè đè lên gỗ lim và kiềng kiềng. Và trong bè rác rều ấy, vô số sâu kiến hoạt động lúc nhúc, lô nhô, bám vào rác rều để sống an thân. Kẻ ngu thì tung hô rác rều là thắng thế, kẻ đại ngu thì khẳng định sâu kiến khôn ngoan, kẻ có trí trong đời thì nhắm mắt mà nói. Thời thế, thế thời phải thế. Và phàm, trong truyền thuyết của Việt Nam có câu chuyện Thánh Gióng chỉ mới 3 tuổi mà đã đánh thắng giặc Ân. Đánh thắng giặc, Thánh Gióng không trở về nhà mà bay thẳng lên trời. Cũng vậy, bậc thánh nhân thấy việc nghĩa thì làm, thấy việc khó khăn thì gánh vác, việc thành thì lui, việc thuận thì nhường cho người khác, và thấy danh lợi thì lại càng tránh xa. Thánh nhân là vậy, nhưng phàm nhân thì lại khác. Phàm nhân làm ít nói nhiều, thấy lợi thì quên mình, quên cả sáng tối, ngày đêm, quên cả vợ con, cha mẹ, ông bà, anh em, bạn hữu, quên cả giang sơn, tổ quốc, quên hết cả đạo lý làm người. Thế việc khó khăn thì lánh mặt, thất bại thì đổ lỗi cho người khác, thành công thì danh gian vỗ ngực, hám danh, hám lợi, cho đến hơi thở cuối cùng.
phàm thánh không phải ở nơi mặt mày, không phải ở nơi vị trí xã hội, mà ở nơi tâm hồn và phong thái hành xử. Tâm hồn và phong thái hành xử của ta thấp kém, dù ta ngồi ở chỗ thánh, tức khắc chỗ thánh ấy liền hóa thành phàm. Tâm hồn và phong thái hành xử của ta cao thượng, dù ta có ngồi vào chỗ phàm, tức khắc chỗ phàm ấy liền hóa thành chỗ thánh. Thánh và phàm nhân quả rõ ràng, không bao giờ xen tạp. Thánh thì giải, phàm thì trói. Thánh thì thành, liền đi không để lại dấu tích. Phàm thì thành, thì ngồi đó mà hưởng thụ và kể lễ. Thánh phàm là vậy, có gì là khó hiểu? Lòng vạn lòng lạy Phật. Ta lạy Phật mỗi ngày, và mỗi ngày ta đều xin Đức Phật gia hộ cho ta đủ thứ. Nhưng tuyệt nhiên, ta không hề nghe Ngài hứa hẹn gì với ta cả. Ta chỉ thấy Ngài nhìn ta mà mỉm cười thôi. Tại sao Ngài chỉ nhìn ta mà mỉm cười thôi vậy? Tại vì ta lại Ngài để xin Ngài những điều mà Ngài không bao giờ nghĩ đến và có. Thì làm sao Ngài có để Ngài có thể cho chúng ta được? Điều Ngài có thì chúng ta lại không xin. Điều Ngài không có thì chúng ta lại Ngài để xin. Làm sao mà Ngài không mỉm cười với chúng ta được? Ngài thì không hề có tâm ích kỷ, không có tâm phân biệt, kỳ thị, mà ta lại Ngài với tâm ích kỷ, tâm phân biệt, kỳ thị và tâm nghĩ đến quyền lợi cho mình quá nhiều, thì làm sao Phật không nhìn ta mỉm cười được? Ta lại Phật với tâm cung kính, vô cầu, thì ta sẽ có ở trong Phật và Phật sẽ có ở trong ta, giúp ta thấy rõ mọi giá trị đích thực của cuộc sống để thăng hoa. Nhưng ta lại Phật với tâm thủ lợi, thì Phật sẽ không có ở trong ta, và ta sẽ không có ở trong Phật. Phật bị ta bóc lột bởi cái lạy của ta, thì làm sao ta trở thành kẻ nhân nghĩa để tạo thành phước đức được? Lạy Phật với tâm thủ lợi là càng lạy Phật, ta càng trở thành kẻ phi nhân nghĩa. Vậy ta hãy cẩn thận, cẩn thận mỗi khi ta lạy Phật nhé. Dạ, con đã hiểu. Có những đoàn Phật tử đi cúng dường, an cư, một ngày hơn 30 chùa tại Huế. Họ đến cúng một cách tội nghiệp như bị ma đuổi sau lưng vậy. Có một cư sĩ hỏi tôi, chúng con đi cúng dường như vậy, có phước đức nhiều không thầy? Tôi cười và nói, miệng bình thì nhỏ, múc một gáo nước đầy đổ vào nhanh quá. Nó vào trong bình không có bao nhiêu hết, phần nhiều bị chảy ra ngoài và làm nhớp cả bàn ghế và nền nhà nữa. Vị cư sĩ nói, vậy con nên đi ít chùa lại phải không thầy? Tôi nói, nhiều chùa hay ít chùa không quan trọng, mà quan trọng là ta phải thực tập hạnh cúng dường với tâm trầm tĩnh, rộng lớn và sâu sắc, để hạnh cúng dường của ta đưa tới một hiệu quả cao cho ta, cho tâm ly tham, cho tâm bất khinh của ta, cho tâm khiêm hạ của ta, cho tâm vô cầu danh lợi của ta. Và ta cúng dường để cho tâm ta sinh khởi tuệ giác của Phật, giải trừ sự cấu quế nơi tâm, đưa tâm hướng đến niết bàn tịch tịnh của Pháp. Và ta thực tập hạnh cúng dường để cho tâm ta không còn khởi niệm phân biệt, kỳ thị, mà dẫn đến sự trong sáng và hòa điệu của tăng. Ta thực tập hạnh cúng dường như vậy mỗi ngày, phước đức lớn mạnh trong ta, tuệ giác và sự thương yêu của ta phổ nhuận cùng khắp, như mây lành che mát không gian, như nước mưa cam lồ rưới xuống, khiến cho tất cả vạn hữu đều sinh kết hoa lành trái ngọt. Nên ta cúng dường dù chỉ là một hạt muối, muỗng đường, bó rau, đều là ta đang thực hành Bồ Tát. Mà Bồ Tát thì ở đâu và lúc nào cũng trầm tĩnh, sâu lắng và rộng lớn. Vị cư sĩ chắp tay, Dạ, con đã hiểu. Tịnh độ đích thực, ta nói ở đây là tịnh độ, và một người khác lại nói kia là tịnh độ. Tất cả chúng ta đều nói về tịnh độ, đều tu tập tịnh độ, mà người ta tu tập
tịnh độ ở đây, không chấp nhận người ta tu tập kia là tịnh độ, và người ta tu tập kia là tịnh độ lại không chấp nhận người ta tu tập đây là tịnh độ. Nên cả hai đã làm cho thế giới tịnh độ trở thành thế giới của ngôn thuyết, của tranh cãi, của phe nhóm và phiền não, khiến cho thế giới đây là tịnh độ hay kia là tịnh độ không còn là tịnh độ nữa. Ta chấp nhận đây là tịnh độ mà không chấp nhận kia là tịnh độ, đó là một cực đoan mà người tu tập cần phải tránh. Và sự chấp nhận ngược lại cũng được xem là một cực đoan mà người tu tập cần phải tránh. Ta phải biết rằng đây là tịnh độ được tạo nên bởi kia là tịnh độ, và kia là tịnh độ lại được tạo nên bởi đây là tịnh độ. Nếu không có kia là tịnh độ, ta dựa vào cơ sở nào để khẳng định đây là tịnh độ? Và nếu không có đây là tịnh độ, ta dựa vào cơ sở nào để khẳng định kia là tịnh độ? Trong ngôn ngữ tương quan, khi ta nói đây là tịnh độ, tức là ta đã ngầm có hai ý: kia là tịnh độ hay kia không phải là tịnh độ. Hoặc ta nói kia là tịnh độ, tức là ta đã ngầm có hai ý: đây là tịnh độ hay đây không phải là tịnh độ. Tuy nhiên, dù tịnh độ ở nơi kia hay tịnh độ ở đây, tất cả đều được biểu hiện từ nơi tự tâm. Nếu tâm ta thanh tịnh thì ta ở đâu là tịnh độ có mặt ở đó, và nếu tâm ta không thanh tịnh thì ta ở đâu là quế độ có mặt ở đó. Tâm ta thanh tịnh thì ta ở đâu ta cũng liên thông được với hết thảy tịnh độ của chư Phật mười phương và ba đời. Và nếu tâm ta không thanh tịnh, dù ta đang ở đâu, tâm ta cũng đang liên thông với mọi ô nhiễm của hết thảy chúng sanh trong mười phương và ba đời. Sự thanh tịnh của chư Phật mười phương và ba đời đang có mặt ở nơi tâm vô nhiễm của chúng ta, và thế giới bất tịnh của chúng sanh trong mười phương và ba đời cũng đang có mặt nơi tâm ô nhiễm của chúng ta. Nên tâm ta tịnh thì mười phương thế giới đối với ta đều tịnh, và tâm ta bất tịnh là trong mười phương thế giới không có thế giới nào là thế giới thanh tịnh cho ta. Các nhà khoa học vật lý hạt nguyên tử hiện đại đã nói cho ta biết rằng hạt nguyên tử chính là sóng nguyên tử, và sóng nguyên tử là hạt nguyên tử. Và khi một hạt nguyên tử được tách rời thành hai và cách nhau cả ngàn dặm, nhưng chúng vẫn có tính cộng thông và đồng thời với nhau. Vậy chúng ta tu tập tịnh độ, ta tụng kinh A-di-đà. Ta đã nghe kinh nói cho ta rằng khi Đức Phật Thích Ca đang nói về tịnh độ Phật A-di-đà, thì vô số chư Phật khắp cả mười phương tức thời đều đưa tướng lưỡi rộng dài và đều ca ngợi, hỗ trợ việc thuyết pháp về tịnh độ của Phật Thích Ca. Vậy, tịnh độ không phải chỉ có mặt ở đây mà còn có mặt ở nơi kia, và không phải chỉ có mặt ở nơi kia mà còn có mặt ở khắp cả mười phương và ba đời và cộng thông với nhau. Bởi vậy, trong văn cảnh sách tổ Quy Sơn nói, giá biên, na biên ứng dụng bất khuyết, nghĩa là bên này bên kia ứng dụng tròn đầy. Tịnh độ là tuệ giác tròn đầy, là an lạc vô khuyết, là tình thương vô hạn, là sự sống vô cùng, là thanh tịnh vô nhiễm, là bản nguyện vô biên, là diệu dụng vô cùng, là công đức vô lượng. Vậy mà ta đem trí hữu cùng, đem tâm hữu lượng, đem ý niệm chia phân, bỉ, thử mà ứng dụng, thì làm sao mà ta có tịnh được nhỉ? Ta hãy tránh xa mọi cực đoan đối với tịnh độ, để tịnh độ đích thực có mặt trong ta. Tai nạn. Ta chạy xe trên đường phố, ta thích rẽ phải lúc nào là tùy ý rẽ, ta thích rẽ trái lúc nào là tùy ý rẽ, ta thích dừng lúc nào là ta dừng. Ta chạy xe trên đường phố với phong cách như vậy, trước sau gì ta cũng bị tai nạn. Cũng vậy, ta sống trong một gia đình có nhiều người, hay ta sống giữa xã hội với nhiều người, mà ta thích gì là ta làm nấy. Ta xem trong gia đình cũng như xã hội không có ai, chỉ có một mình ta thôi. Nên ta thích gì là ta làm nấy, thì làm sao mà việc làm của ta không dẫn ta đi đến chỗ tai nạn. Sống giữa cuộc đời, ta gặp nhiều tai nạn là do ta, vì giữa đời ta chỉ có biết mình ta. Chính cái biết ấy đã đưa ta vào chỗ tai ương của cuộc đời.
chấm dứt nỗi ám ảnh. Thu Tâm là một giáo viên ngoại ngữ, chồng cô và cô đều có vị trí nhất định ở trong xã hội, có nhà cửa đầy đủ tiện nghi như một giai cấp thượng lưu của xã hội, có hai con, một trai và một gái đều học giỏi. Tuy vậy, khuôn mặt của Thu Tâm hiếm có nụ cười thanh thản. Tâm nhìn ai cũng cúi mặt, Tâm có nỗi buồn sâu kín, không biết thổ lộ cùng ai. Tâm đã đọc chuyện Con Mèo Mướp và Cá Trầu ở trong Lời Ru Chạm Mặt Trời của tôi, làm Tâm xót xa về thiên chức làm mẹ của mình. Tâm đã tìm gặp tôi và thổ lộ. Vì bể kế hoạch, Tâm đã giết chết ít nhất là hai người con của mình khi đang ở trong thai, và bây giờ lại bị ám ảnh, khiến cho Thu Tâm ngủ không được. Tâm đã nhờ tôi giúp cho Tâm một phương pháp trị liệu. Tôi nói với Thu Tâm, không có phương pháp trị liệu nào hữu hiệu bằng phương pháp sám hối và niệm Phật mỗi ngày. Sám hối là sử dụng năng lực thiền định của tâm để tẩy trừ những lầm lỗi của thân ngữ ý, và niệm Phật là sử dụng năng lực tỉnh giác của tâm để soi vào những hành động lệ thuộc vô minh và ái nghiệp của mình, khiến cho chúng từ bóng đêm của tâm bước ra ánh sáng của tuệ giác và từ bi. Ta đem năng lực của tuệ giác và từ bi ấy để ôm những tâm thức mà ta đã vì vô minh, khắc ái mà gây đau khổ cho họ, mong họ có điều kiện để khởi lên tâm tuệ giác và từ bi qua công phu lạy Phật, niệm Phật và sám hối của ta một cách chí thành. Nếu ta sám hối và niệm Phật như vậy, thì không có tội nào không tiêu, không có lỗi nào không diệt, và không có nghiệp chướng nào là không thay đổi. Nghe tôi nói như vậy, Thu Tâm hứa sẽ nỗ lực thực hiện. Và sau đó không bao lâu, cô ta đã chấm dứt được mọi ám ảnh. Đau khổ và hạnh phúc. Đau khổ và hạnh phúc của ta, chúng gắn liền với hai chất liệu thương và ghét ở trong tâm thức của chúng ta. Ta ghét ai là ta đau khổ trước, ta nguyền rủa ai là ta đau khổ trước, chứ không phải người ta ghét hay người ta nguyền rủa. Và đôi khi người ấy chẳng hề hấn gì với cái ghét và cái nguyền rủa của ta nữa là khác. Và đôi khi người bị ta ghét và nguyền rủa, họ xem như không có chuyện gì xảy ra, khiến cho ta càng trở nên thù ghét họ, nên sự khổ của ta càng tăng lên gấp bội. Như vậy, khổ đau là do ta ghét. Ta ghét bất cứ cái gì là ta bị khổ đau bởi cái ấy. Nhưng cái ấy chẳng hề hấn gì đến cái ghét của ta. Ta thương ai là ta hạnh phúc trước, chứ không phải người ta thương có hạnh phúc trước ta. Ta kính trọng ai là ta có hạnh phúc trước, chứ không phải hạnh phúc thuộc về người ta kính trọng. Viên ngọc quý mà ta đang nâng niu nơi bàn tay ta là ta hạnh phúc với viên ngọc quý, chứ không phải viên ngọc quý đang hạnh phúc với ta. Ta nhìn một bông hoa đẹp, ta vui và ta hạnh phúc. Như vậy, vui và hạnh phúc thuộc về ta mà không thuộc về hoa. Nên ta muốn có hạnh phúc lớn và an lạc lớn, thì ta phải thực tập hành thương yêu rộng lớn. Ta hãy đưa đôi mắt thương để nhìn cuộc đời. Đôi mắt thương của ta càng sâu thì hạnh phúc của ta càng cao. Đôi mắt thương của ta càng trầm tĩnh thì hạnh phúc của ta càng trong sáng. Đôi mắt thương của ta càng rộng lớn thì hạnh phúc của ta càng tuyệt vời. Đôi mắt thương của ta càng phóng khoáng thì hạnh phúc của ta càng có thảnh thơi và tự do. Như vậy, hạnh phúc là do ta thương. Tình thương của ta càng lớn thì hạnh phúc của ta càng tràn đầy. Nên ta thương bất cứ ai, bất cứ cái gì thì hạnh phúc thuộc về ta, chứ không phải thuộc về người ấy và cái ấy. Ta phải thực tập hạnh thương cho được nhiều người, ngay cả những người chống lại ta. Ta phải thực tập hạnh thương cho được nhiều loài, ngay cả những loài vật làm cho ta sợ hãi. Và ta phải thực tập thương đến những loài thảo mộc, đất đá, dòng sông, núi rừng, biển cả, mặt trời, mặt trăng, nắng và mưa, ngày và đêm, cũng như tập thương cái vô thường của cuộc sống, để ở đâu và lúc nào trực diện và tiếp xúc với bất cứ cái gì, dù thuận hay nghịch, dù Phật hay chúng sanh, dù thánh hay phàm, thì chất liệu hạnh phúc đều sinh khởi và có mặt trong ta. Để hạnh phúc là ta và ta là hạnh phúc. Hạnh phúc không còn là một sự thèm khát và tìm kiếm.